À, thì ok, xin chào các bạn, chúng ta sẽ trở lại với cái việc là mình sẽ hướng dẫn các bạn mod thử Hotspot 4. Hôm qua có bác trên Facebook bác hỏi mình rằng là cách mod như nào thì hôm nay mình sẽ muốn hướng dẫn các bạn luôn. Thì xin lỗi bởi vì mình không đăng ví nha, bởi vì là máy mình bị lỗi và bị hỏng và sau đó restart lại và mình không thể nào render xong được. Nên khả năng cao là khoảng tầm là ngày mai là mình mới đăng ví lên được nhá. Thì các bạn đầu tiên là các bạn download game về nhá. Đó là game về đầy đủ bản 1.5.4 và đối chiếu. Sau đó thì các bạn hãy lên Steam Workshop nhé. Steam Workshop Counter-Strike đây. Rồi ok. Cái kiểu như là mình sẽ download thử cái mod Counter-Strike cho các bạn xem nhá. Copy link này, sau đó vào lên trên này download. Đây Steam Workshop download, tí nữa mình sẽ để link ở description cho bạn xem nhé. Thì có gì các bạn sẽ ấn Ctrl V và paste cái link đấy vào đây và download cái mod này về. Download from online Steam đây, download này về luôn. Thì các bạn có khả năng là sẽ cần phải download, chỉ có download bản 0.7.2 thôi nhá, bởi vì là bản 0.8.0 mình không biết, không biết tại sao nó không download được. Đó các bạn cứ sẽ download về và có một cái folder kiểu này. Từ từ để mình tìm xem cái file của mình vứt đâu ấy, từ từ tìm tí á. Đây file mình đây. Rồi ok, các bạn sẽ có một file kiểu này và open ra, bật vào cái, vào đây có một cái Counter-Strike zip này, các bạn hãy extract vào Documents Paradox Interactive Hotspot 4. Từ từ đi nhá. Các bạn vào Paradox Interactive và Hotspot 4 thì thường là các bạn có thể sẽ không có file mod đấy, các bạn hãy tạo folder mới và là tên đó là file mod. Rồi ok, sau đó các bạn sẽ từ từ đi, extract to lại cái đã. Các bạn sẽ đo Documents này, Paradox Interactive nha, Hotspot 4 nha, extract vào mod. Cái này mới extract của file Counter-Strike anh nhá. Đợi tí nào, quay phim này nó sẽ lag hẳn máy luôn mà. Thôi rồi, và Documents Paradox Interactive Hotspot 4 mod. Chúng ta có file zip của Counter-Strike này. Sau đó các bạn sẽ extract file extract to Counter-Strike. Và mình sẽ ngắt tạm quay bởi vì extract này nó khá lâu ấy, bởi vì là trong này nó chứa rất nhiều thứ nhá. Ok, sau khi extract xong các bạn sẽ có một file là Counter-Strike này. Sau đó các bạn sẽ lôi cái descriptor file này trong này ra mod này. Sau đó các bạn sẽ đổi tên descriptor này trong đấy ra thành rename Counter-Strike. Đúng bằng cái tên của nó nhá, đừng có khác rồi nhá. Từ từ mình đổi tên sai. Rename lại cái Counter-Strike. Ok, chắc là cũng giống rồi đó. Sau đó chúng ta sẽ open with bằng Notepad. Các bạn sẽ thay cái archive này bằng cái từ đi, Ctrl V, path mod Counter-Strike. Nhớ nhá, nhớ cái cụm từ này nhá, nó rất quan trọng ấy. Và sau đó các bạn sẽ bỏ cái chữ zip này ra này. Đó, done. Và sau đó các bạn sẽ save nó vào. Rồi ok, sau đó thì các bạn hãy cứ vào trong cái Hotspot 4 Working the Tiger. Mày đẹp không? Hồi trước mình kiểu mình rảnh quá rồi mình mua luôn cả một cái wallpaper engine xong rồi cũng đáng tiền đấy, đáng tiền. Đỡ phải kiểu đao qua đủ kiểu các chương trình. Sau đó các bạn cứ vào cái tab mod này và ấn vào Counter-Strike và play. Bởi vì là máy mình sẽ loát lâu và mình sẽ muốn là ngừng quay nên là các bạn hãy cứ làm theo cách của mình và nó sẽ chơi được thôi nhá. Mà mình xin nhắc trước là sẽ có một số file nó kiểu là nó khá lỗi và nó có đây này, từ từ đi. Open with Notepad thì là cái file này ấy. Mấy cái file kiểu này nó sẽ có vấn đề này. Các bạn sẽ không chơi được mod nếu mà nó để như này đâu. Mình không biết sửa kiểu gì và các bạn đừng hỏi, thật sự là vậy luôn. Nói chung là có giải đáp gì thì mình thực sự nói mình không thể nào giải đáp được, bởi vì là mình không phải chuyên nghiệp làm mấy cái này nhá, cậu thông cảm nhá. Thấy các bạn thấy hữu ích thì hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình nhá.